Lần này nhiệm vụ của ta không phải là đánh nhau. Hẹn gặp lại ngươi vào lúc khác nhé. Nam gia, nằm yên nhé. Dừng lại, ngươi đi làm gì thế? Tạm biệt nhé. Hắn ta đâu rồi? Còn ông Rio cũng đã... Ông đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi ạ. Giờ thì chúng ta sẽ dự bọn cho đến đây và sửa từng đứa một. Sao mà lâu thế nhỉ? Con người hết cả rồi. Thôi lo quá, lỡ hằng gặp chuyện gì thì sao? Được rồi, mọi người cứ ăn trước đi, tôi sẽ ra đồng kiểm tra. Yaki và Hayler, sao bây giờ hai người mới tới? Xin lỗi đội trưởng Jasmine. Báo cáo đội trưởng Jasmine, tình hình nguy cấp, ông Ryu đã bị tên Garu bắt đi rồi. Thật sao? Vâng, có lẽ là bọn chúng tính dụ chúng ta đã chở cậu bọn chúng. À, phải rồi, trước khi rời đi, hắn có để lại tấm ăn đồ. Chắc chắn đó là nơi giam giữ của ông Ryu và là hang ổ của bọn chúng. Cũng không xa nơi này lắm. Được rồi, mọi người vào ăn sáng đi, rồi tí nữa chúng ta sẽ lên đường. Ăn no rồi. Về chuyện tại sao Vico đeo mặt nạ mà vẫn ăn được vẫn là một điều bí ẩn. Thưa đội trưởng, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Theo tôi phân tích thì khoảng cách từ đây đến tòa lâu đài của bọn chúng là 30 km. Nếu đi bộ thì đến chiều tối mới tới nơi. Hả? Liệu có kịp không thưa đội trưởng? Tớ thì dư sức đến đó bằng khả năng dịch chuyển của mình. Nhưng những người còn lại thì... ước gì tớ có thể dịch chuyển cả nhóm đi theo cùng nhỉ? Mà thời đại này không có xe hay gì cả. À, phải rồi, hay là chúng ta cưỡi ngựa? Hồi sáng tới vào đây nay có đi dạo qua các trại gia súc rồi, không có con ngựa nào cả. Có lẽ là dân làng trước khi rời đi cũng mang ngựa theo. Và giờ chỉ còn mấy con heo trong chuồng thôi. Chẳng lẽ cưỡi heo? Nghe hay đấy, cưỡi heo đi. Quên chị nói đi, tôi có chết cũng không cưỡi heo đâu. Chúng ta không có bất kỳ phương tiện nào để đi cả. Đội trưởng Aiden, anh có sáng kiến nào không? Tôi biết thế nào cũng có trường hợp này xảy ra mà. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị trước rồi. Chúng ta sẽ di chuyển bằng cái này. Hả? Nhỏ thế sao chúng ta chưa vào được? Chưa, cần phải bật công tắc đã. Rồi, mọi người hãy xem đi. Xin được giới thiệu phát minh mới của tôi dành cho nhà tù, chiếc xe bỏ túi. Lấy ý tưởng từ chiếc xe cấp cứu, được dùng trong những trường hợp khẩn cấp, có thể chứa được 10 người và khả năng di chuyển vượt địa hình cực tốt, vận tốc an toàn. À, mà đây là lần đầu tôi hơi nhận chiếc xe này, nên có thể trên đường đi sẽ bị hỏng, mất thắng hoặc là phát nổ bất kỳ lúc nào. Ủa, sao ai có im lặng hết vậy? Được rồi, tất cả mau lên xe đi, tôi sẽ làm tài xế. Và lúc này hả thưa đội trưởng? Đúng rồi. Tất cả hãy mang vào trong xe nào, chúng ta phải khẩn trương. Nhìn vậy mà bên trong rộng rãi phết, tôi ngồi đây nhé. Được rồi, đã lên xe đầy đủ hết cả chưa? Sĩ số đã đầy đủ, anh khởi động xe đi. Được rồi, lên đường nhé. Thank you.
Cuối cùng, chúng ta đã đến rồi. Và ở trước mặt chúng ta là hai kẻ khả nghi. Đã đến hè rồi các bạn ơi, hãy cùng Nhật Kỳ tới gần may tại vòng quay mùa hè may mắn, rỉ hôi rồng thần, gã hề Joker và Bingo từ bãi biển để trúng ngay 9.999 kim cương. Cùng thử vận may giá rẻ tại shopyaki.vn. Cuối cùng, các ngươi cũng đến rồi sao? Hả? Sao có hai người vậy nè? Tớ tưởng đông lắm chứ. Ta không cần biết các ngươi là ai. Hãy thả ông Ryu ra. Và trả lại đồ cho bọn ta nữa. Cái đồ ăn cắp. To gan, không được ăn nó không sợ với chủ. Nào, bình tĩnh đi. Khách đến, thì chúng ta phải niềm nở chứ. Xin được giới thiệu, ta tên là Kano, là thiếu chủ có một gia đình có truyền thống làm samurai cấp cao. Ta chính là người thừa kế lại đời tiếp theo. Ai mà hề quan tâm chứ? Bỏ qua quảng cáo. Đừng có nóng giận như vậy chứ. Tôi muốn thương lượng với mọi người. Được rồi, cũng muốn gì? À, dây chuyền của nữ hoàng đỏ, vảy rồng của Scarlet và ngọc Enderman. Bọn ta không muốn bị mang tiếng là những kẻ ăn cắp. Vì thế, ta xin phép được mua lại những thứ đó nhé. Hãy trả giá đi, bao nhiêu tùy thích. Hả? Hắn tính mua lại sao? Tôi không nghĩ đến đấy. Hắn nói là bao nhiêu cũng được kìa. Nếu mà đem đi bán thì... Không bao giờ. Sao cơ? Đối với ngươi, đó là hứa có giá trị, mang lại lợi ích. Nhưng đối với ta và các bạn, thì nó còn mang giá trị tinh thần, tình cảm. Nếu như ngươi mất đi một người bạn, thì ngươi sẽ hiểu ngay. Đối với ta, những thứ đó là vô giá. Những thứ có giá trị chỉ thuộc về những người có phẩm chất. Còn rơi vào tay những kẻ như ngươi, thì chỉ là những thứ trang sức bình thường mà thôi. Này, không được hỗn láo. Ta lại muốn hòa bình rồi, nhưng mà các ngươi lại không biết điều. Mọi người cẩn thận, hắn ta định làm gì đó đây? Hả? Một cây đàn. Nói chính xác hơn thì đó là một chiếc đàn banjo. Những kẻ ngu ngốc, các ngươi sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi đây. Hả? Ý ngươi là sao? Hẹn gặp lại các ngươi ở một nơi khác nhé. À, đi tay quá đi, ngừng lại đi. Ủa, hắn ngừng lại rồi à? Ủa, mọi người đâu rồi? Ôi không, chỉ còn hai chúng ta thôi. Flora, cậu có biết mọi người ở đâu không? Tôi xin lỗi, tôi không biết nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Cô gái đeo mặt nạ vẫn còn ở đó kìa. Các ngươi sẽ là đối thủ của ta. Hả? Thật cái nóng đó mà cầm quạt. À, nguy hiểm đấy, hãy lấy xe vào bên. Chỉ là cái quạt thôi mà, sao mà mạnh như vậy? Trong cô ta thật sự nguy hiểm, Isaac à, đừng chủ quan nhé. Đừng để áo ta đánh lừa, chúng ta có súng mà. Bắn vào cô ta đi. Ôi không, cái súng này xài sao vậy, tôi không biết sử dụng. Có cái cò súng nằm ở gần cái nón trỏ ấy, ứng vào là được. Cái cò súng là cái gì? Cái quạt của cô ta làm bằng cái gì mà cứng vậy? Bắn hoài không thủng. À, phải rồi. Flora, ở đằng sau có sơ hở kìa. Bắn vào sau lưng Ata đi. Thế này cố gắng đây. À, cái này là cái cò súng hả? Ôi không, Isaac, tỉnh lại đi, Isaac. Ôi không, cô ta ngủ rồi, dậy đi Isaac. Mới vào trận đã ngủ rồi sao? Không phải lại gần đây.
Nhưng kẻ yếu đuối đều phải chết. Hồ, ngươi ngủ rồi à? Ngươi sẽ là kẻ phải ra đi đầu tiên. Dạ. Ôi không. Bất ngờ chưa? Ta chưa có ngủ đâu. Ủa, cậu bị trúng đạn rồi mà. Chưa đâu, đội trưởng Aiden có phát cho mọi người chúng ta một bộ giáp mà, cho nên tớ không bị ảnh hưởng gì. Ồ, thì ra là vậy. À, ta điên rồi kìa. Khá đấy, ban đầu ta tưởng rằng việc mất đi vẫy rồng, ngươi sẽ trở nên vô tích sự, cho nên ta không mạnh tay. Có lẽ là đến lúc ta đánh thật rồi. Sao nghe mà nguy hiểm quá vậy? Băng trưởng. Nè, cô ta quyền nói gì thế? Băng trưởng là sao? À, lạnh quá. Flora, có hai ngôi trốn chỗ nào đó ấm áp đi, để tôi lọ. Hả? Cô lạnh thật sao? Tôi không thấy lạnh gì cả. Cô là siêu nhân à mà không thấy lạnh. Tôi nói thật mà. Băng tản thuật. Hay. Hình như là cô ta vừa đổi thiệt chiêu thì phải. Ôi, một tảng băng khổng lồ, vậy thôi. Trời, cậu có sao không? Tại sao lại không sao chứ? Giờ thì đến lượt ngươi, cô gái ạ. À. Không. Hả? Cái gì? Ủa, sao những mảnh băng vỡ vụn rồi? Chỉ là ăn mây thôi, lần này ta sẽ phóng ra một cục băng to hơn. Hây. Ôi. Wow, cậu làm cái nào hay thế? Băng lâu tàn quá. Mất đi cái vảy rồng rồi, sức mạnh cứ tới yếu hơn hẳn. Nếu như hồi nãy tớ phá được tảng băng thì để tớ thử xem. Thử. Hey. Thử. Wow, cậu làm cái nào hay thế? Mấy cái tảng băng cứng như này mà cậu làm vỡ nó ra được luôn. Thì ra là cậu có sức mạnh mà cậu giấu. Thật sự là tớ cũng không rõ tại sao tớ lại có thể làm được như vậy nữa. Không thể nào, chiếc nhẫn băng giá lại yếu như vậy sao? Chiếc nhẫn đó. Mẹ ơi, chiếc nhẫn mày ra đẹp quá. Mẹ mua ở đâu thế? Flora, con à, đây là bảo vật của gia đình ta. Nó được lưu truyền qua bao thế hệ. Tổ tiên ngày xưa của chúng ta chế tạo ra chiếc nhẫn này, mục đích là bảo vệ gia đình khỏi cái lạnh, giá rét. Đến thời của mẹ, nó như là bùa hộ mệnh của mẹ vậy. Yay, vậy là sau này con sẽ được đeo chiếc nhẫn này hả? Ừ, đúng rồi con. Tôi nhớ lại rồi, tôi lại có lại ký ức. Hả? Vậy lúc ở trong tù, con bị mất trí nhớ à? Phải, tôi sẽ kể cho cậu mọi việc sau. Bây giờ, tôi đã nhớ lại mọi thứ rồi. Chiếc nhẫn mà cô ta đang đeo, chính là bảo vật của mẹ tôi. Ồ, thật sao? Tôi đã hiểu cảm giác của cậu rồi. Bị mất đi vật mang lại kỷ niệm với người thân, thật là phẫn nộ. Này, hãy trả lại chiếc nhẫn của ta mau. Người điên à? Tại sao? Chiêu này cũng không có tác dụng. Ta được sinh ra trong sự bảo hộ của chiếc nhẫn ấy. Những thứ liên quan đến băng tuyết đều không ảnh hưởng đến ta. Đừng hòng hù ta. Hay. Sao lại? Hàng giả thì không bao giờ có thể bằng hàng thật được. Hay. Ôi, chiếc nhẫn của mẹ mình cuối cùng đã trở lại. Hay lắm Flora. Người tưởng thế này là kết thúc rồi á? Còn lâu nhé. Ơ kìa, tôi không thể nào sử dụng được sức mạnh của chiếc nhẫn. Đó là một chiếc lồng được tẩm ma thuật, khiến vô hiệu hóa mọi kỹ năng. Thôi là hèn hả? Trò chơi kết thúc tại đây được rồi. Lính đâu? Hả? Lính gì cơ? Ôi. Trời đất ơi, sao mà đông thế? Làm sao đây? Isaac, hãy cầm chiếc nhẫn này và sử dụng sức mạnh của nó đi.
Nhưng mà... Đừng nghĩ ngợi gì cả, cậu cứ xài đi.